Xin được chào đón tất cả các bạn, chúng ta đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp của chương trình sự kiện Vietnam Airlines Festival năm 2024 với chủ đề của chúng ta mùa này, đó chính là Hè Muôn Vàng Khám Phá. Và chương trình của chúng ta, không biết là mọi người có biết là đang được diễn ra ở đâu không ta? Dạ, lát nữa Nguyên xin bật mí nha. Và mọi người có biết không, mỗi lần tới dịp của Vietnam Airlines Festival thì chúng ta thu hút rất là nhiều các tín đồ du lịch và thu hút rất là nhiều các anh chị em thích xê dịch nè, thích khám phá nè, và tất cả mọi người ơi. Và mỗi năm á, thì Vietnam Airlines Festival chúng ta được diễn ra tại phố đi bộ Hà Nội đúng không? Nhưng mà năm nay Vietnam Airlines Festival đã diễn ra ở một khu vực rất khác, một địa điểm rất mới, rất là thú vị, đó là thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng. Và hiện tại Quy Sinh đang có mặt tại công viên biển đông của thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng đó tất cả quý vị. Và ngày hôm nay Vietnam Airlines Festival sẽ có rất nhiều những vô vàng ưu đãi, rất nhiều thông tin dành tặng cho tất cả quý vị. Và hiện tại thì sự kiện của chúng ta đang nằm trong khuôn khổ của hoạt động lễ hội tận hưởng Đà Nẵng năm 2024. Xin không biết làm sao để cho tất cả mọi người có thể thấy được là cái sự náo nhiệt, sự sôi động của tất cả các du khách ở đây nữa. Có rất nhiều du khách ngày hôm nay tới tham gia lễ hội, cũng là ghé tham quan gian hàng của Vietnam Airlines Festival luôn. Rất nhiều những món quà, những ưu đãi đặc biệt dành tặng cho tất cả quý vị. Dạ, mọi người ơi, có thể nói đây là một cái hoạt động để giúp cho tất cả các du khách này có một sự kết nối chặt chẽ hơn với Vietnam Airlines. Và bên cạnh đó còn là một cơ hội kết hợp tác toàn diện với Vietnam Airlines và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, góp phần thực hiện hóa mục tiêu chung về phát triển du lịch nè, thương mại, dịch vụ và đầu tư tại thành phố Đà Nẵng nữa. Và có thể nói là ngày hôm nay Nguyên Sinh sẽ bật mí cho tất cả mọi người biết một số cái thông tin ưu đãi rất hay tại gian hàng của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, bật mí một xíu thôi nha. Và lát nữa ở từng cái gian hàng Sinh sẽ chia sẻ thông tin cụ thể và chi tiết hơn cho tất cả mọi người. Các khách hàng sẽ được mua gift card ưu đãi 10%, được tặng code giảm giá 15% mua vé các chuyến bay nội địa nè, quốc tế khi mà đi hoặc là đến thành phố Đà Nẵng. Và bên cạnh đó mọi người sẽ còn được tìm hiểu chương trình Bông Sen Vàng Lotus Student, cũng như cơ hội được bốc thăm trúng thưởng may mắn các quà tặng mang đậm dấu ấn của Vietnam Airlines luôn. Và cho hỏi tất cả mọi người, có ai ở đây là fan của One S không ta? Lát nữa sẽ có một cái phần game tương tác nè, các cái team địa phương của One S. Thì như vậy không có vội tiết lộ với tất cả mọi người đâu, lát nữa Sinh sẽ chia sẻ thông tin này cho tất cả quý vị. Còn để xem ha, ngày hôm nay Vietnam Airlines Festival của chúng ta mang đến cho chúng ta những gì. Cơ trưởng ơi, chứ tối nay không có chuyến bay nào hay sao mà đứng đây nãy giờ? Tôi không biết sự hiện diện của ổng đứng đây luôn á. Dạ, chiều giờ chụp ảnh với tất cả mọi người chắc cũng đông lắm ha. Rồi, tranh thủ thời gian tối này, rồi lát nữa bay tiếp hen. Còn bây giờ, tôi tiếp tục chia sẻ tất cả mọi người biết ngày hôm nay mọi người sẽ nhận được những phần quà gì. Dạ, đây mọi người ơi, tự nhiên tôi thấy cái vòng quay may mắn này mà tôi ghiền quá đi thôi. Có thể thấy được là ngày hôm nay khi mà tham gia với hoạt động sự kiện của Vietnam Airlines Festa thì mọi người sẽ nhận được quạt giấy nè ha, móc khóa nè, bút marker, rồi bút bi, bút chì, hộp bút, quạt giấy, gấu, máy bay bông, túi đồ du lịch, quạt giấy, quà tặng của VS, móc khóa, cốc trà sữa, thẻ hành lý, mã giảm giá 15% mua vé của Vietnam Airlines. Trời, quá nhiều. Nhưng mà có một cái này nữa, tôi là fan cứng của trà sữa Vietnam Airlines. Trời ơi. Và mọi người cũng sẽ có quyền được bốc thăm trúng luôn. Đâu rồi, trà sữa của tôi đâu rồi? Đây, trà sữa của Vietnam Airlines đây này mọi người. Dạ. Yeah. Trời ơi, mọi người có biết không, mỗi lần mà tôi bay các chuyến bay của Vietnam Airlines, tôi đều phải bằng mọi cách order cho bằng được một ly trà sữa, và để cho giúp cho tôi có thể có một cái chuyến bay tận hưởng nhất có thể cùng Vietnam Airlines. Ngày hôm nay thì Nguyên Sinh không có đi một mình đâu nha. Nguyên Sinh không có dẫn chương trình một mình đâu, không có chia sẻ những cái thông tin ưu đãi nào một mình đâu. Sẽ có một cô nàng MC rất xinh đẹp và duyên dáng sẽ đồng hành cùng với Nguyên Sinh, đó chính là MC Tú Anh. Đâu rồi? Xin chào tất cả mọi người, xin chào Nguyên Sinh nha. Ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ cùng đồng hành với tất cả các bạn để chúng ta lèn lỏi tất cả sự kiện, để xem là ngày hôm nay chúng ta sẽ có những phần quà, những điều gì hấp dẫn thú vị đang chờ đón tất cả các bạn. Và cũng đặc biệt là các bạn ở Đà Nẵng ơi, nếu mà chúng ta có thể sắp xếp được thời gian công việc của mình thì hãy đến ngay với công viên biển Đông để chúng ta có thể tham gia được những phần thử thách rất là hấp dẫn. Và bên cạnh đó có rất nhiều phần quà đang chờ đón tất cả các bạn. Và còn những bạn mà chúng ta đang theo dõi livestream thì sao nhỉ? Không có sao đâu. Đừng có lo.
Đừng có buồn, bởi vì sao? Bởi vì Tuần sẽ mang năng lượng và những là không khí hấp dẫn sôi động này đến tất cả các bạn, và sẽ có những phần quà dành cho các bạn xem livestream nha. Nên đừng có buồn, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn, thú vị và giá trị nữa. Ôi, hóa ra là đường nào cũng được quà nhờ. Bạn ở Đà Nẵng thì hãy nhanh chân tới với lại không gian của sự kiện. Còn các bạn nào mà đang xem livestream, trời ơi, đừng có lo là không có quà. Lát nữa đây thôi, trong phần tương tác với livestream, mọi người sẽ nhận được rất nhiều món quà ưu đãi từ phía Vietnam Airlines Vesta nha. Vậy thì bây giờ xin được mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng theo chân Tuấn Anh. Chúng ta sẽ cùng đến với quầy đầu tiên, đó chính là quầy Lotus Mart bông sen vàng, để xem là chúng ta sẽ có những phần quà nào nha. Xin mời các bạn. Các du khách đang xếp hàng rất là đông. Dạ, xin chào cả nhà. Dạ, hiện tại thì Tuấn Anh đang có mặt tại quầy Lotus Mart bông sen vàng để chúng ta sẽ xem thử là ngày hôm nay sẽ có những phần quà nào trong sự kiện đặc biệt này các bạn nha. Chúng ta sẽ có đầu tiên là đây là cái gì đó? Ổ cắm điện đa năng nha, một phần không thể thiếu dành cho các bạn đam mê du lịch xe dịch như Tuấn Anh. Dạ. Tiếp theo là sẽ có phần quà dây sạc các bạn nha. Em có thể mở cái dây sạc ra xem các bạn nha. Dạ, rồi mọi người đợi một tí nha, bạn trực quầy sẽ hỗ trợ giúp mình. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có túi thọc chấm chống nước nè ha. Rồi cái này là cái gì ạ? Ba lô đúng không ạ? Dạ, ba lô để cả nhà nha. Quá nhiều phần quà hấp dẫn luôn. Dạ. Trời. Dạ. Wow, dây sạc rất là xịn sò cả nhà ơi. Dây sạc điện thoại rất là xịn sò nha. Ngồi đây đi. Dạ, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái móc khóa rất là dễ thương như thế này. Nhưng đây chỉ là những phần quà phúc thâm may mắn nho nhỏ thôi. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có những giải thưởng rất rất giá trị. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một giải nhất là một thẻ Titan Lotus Miles. Một giải nhì là 22.000 yên, tương đương với một vé khứ hồi nội địa nha. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Và tôi cũng đang rất là mong muốn có thể là trở thành chủ nhân của giải thưởng này. Và đặc biệt hơn nữa là giải ba chúng ta sẽ có 14.000 yên, tương đương với một vé khứ hồi nội địa ngắn nha. Dạ rồi, và đặc biệt bí cho các bạn, khi mà các bạn chúng ta có thể tham gia trực tiếp tại Đà Nẵng thì chúng ta có thể tham gia ở phần bốc thăm may mắn, thì các bạn ở quầy sẽ hỗ trợ cho mình rất rất là nhiệt tình kỹ càng. Và ngày thì sẽ đều có bốc thăm may mắn luôn ạ. Và mỗi ngày sẽ tìm ra chủ nhân may mắn của một thẻ Titan này, một giải nhì là một vé khứ hồi, quá quá nhiều giải thưởng luôn. Và các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển đến quầy tiếp thị số để xem là ở quầy này có điều gì đặc biệt cũng như là những phần quà đặc biệt nào nha. Và trong lúc mà tôi di chuyển thì các bạn có thấy đấy, ở đây không khí rất là sôi động nè, âm thanh, màu sắc, sắc màu, rồi đủ thứ, tất cả đều hòa quyện thành một bức tranh tổng thể rất rất là đã luôn. Đó chỉ là cảm nhận riêng của Tuấn Anh. Còn các bạn xem livestream thì đôi khi các bạn sẽ nghĩ là không biết là cảm nhận thực tế, thực hư sẽ như thế nào, có giống như Tuấn Anh đang cảm nhận hay không. Thì bây giờ Tuấn Anh sẽ xin phép giao lưu cũng như là hậu cứu một vài vị du khách nha. Dạ rồi, em chào chị, em thấy chị đang có rất nhiều phần quà. Phần quà này ở phần Lotus Mart bông sen vàng đúng không ạ? Cảm ơn, đúng rồi ạ. Dạ, đầu tiên thì cho phép cho em hỏi tên chị đúng không ạ? Dạ. Xin chào mọi người, chị ạ, em tên là Hoa. Dạ, chị Hoa hình như chị không phải là người Đà Nẵng luôn mà. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Em thì là một cái fan chính của Vietnam Airlines. Cho nên là khi mà biết là Vietnam Airlines tổ chức Festa tại Đà Nẵng thì em đã sắp xếp thời gian và bay từ ngoài đó về đây ạ. Wow, đây là fan cứng của Vietnam Airlines Festa cả nhà ha. Vậy thì cảm xúc của chị như thế nào? Thì những bây giờ mình đang có rất là nhiều quà đây. Dạ vâng. Khi mà đến đây thì em đã đặt mục tiêu là sẽ phải chinh phục hết tất cả các cái bút gian hàng ở đây ạ. Và đây chính là những cái thành phẩm mà em đã nhận được ạ. Chúc mừng chị Hoa nha. Dạ, em nghĩ là mục tiêu của mình thì mình cũng đạt được 50% rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều phần quà giá trị nữa đang chờ đón tất cả mọi người. Và xin được chúc cho Hoa sẽ có một hành trình trải nghiệm thật là tuyệt vời tại miền Biển Đông, tại Vietnam Airlines Festa năm 2024 nha. Cảm ơn ạ. Các bạn thấy đó, cô anh nói có sách mách có chướng nha, quà có, người có, chân thực luôn nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với người bạn đồng hành của cô anh Nguyên Sinh. Không biết là Nguyên Sinh đang ở đâu rồi và tình hình như thế nào rồi? Dạ rồi, em thấy xinh rồi. Dạ đây, dạ đây. Tôi đã có mặt ở đây. Trời ơi, nãy giờ quá rồi người đi. Dạ, quá sôi động luôn mọi người. Dạ, tất cả mọi người ơi, Nguyên Sinh hiện tại đang có mặt ở gian hàng này, là gian hàng để cho tất cả mọi người được tư vấn nè, được cung cấp những thông tin, được cập nhật mới nhất từ phía chương trình khách hàng thân thiết của Vietnam Airlines. Gian hàng tiếp thị số. Và Tú Anh ơi,
quá là may mắn khi ngày hôm nay thấy của gian hàng này cũng quá trời quà ta. Lúc nào cũng có quà trời. Hay vậy ta. Sao đã dữ vậy? Tự nhiên sự kiện Vietnam Airlines Festival, gian hàng nào cũng có quà hết mọi người. Dạ, dạ rồi. À, vậy thì không biết là ở gian hàng này chúng ta có những gì, chú anh chia sẻ cho mọi người biết được không nè? Gian hàng của này như tụi anh đang theo dõi ha, là chúng ta sẽ có những rất là dễ thương nè. Bên cạnh đó thì chúng ta có những cái túi chống nước ha. Dạ. À, rồi còn cái gì để ta à, nhắc đến túi chống nước mới nhớ, biết sao không? Đà Nẵng bây giờ đang vào những cái mùa mưa rất gắt. Và du khách ở Đà Nẵng hiện tại đang ở Biển Đông cũng đang phải đón những mùa mưa, đón những cơn mưa rất là to. Nhưng mà đây là cơn mưa quà tặng nha, chứ không phải mưa thiệt nha. Mưa quà tặng. Dạ dạ. Tất cả mọi người ơi, ngoài những món quà hiện hữu này đây thì còn có, tôi thấy có một cái chương trình ưu đãi low cost Thailand. Cái gì đây? Giá vé tốt nhất. Nhưng mà bây giờ tôi muốn chi tiết hóa cái phần low cost Thailand này cho tất cả quý khán thính giả chúng ta đang xem chương trình nha. Tú Anh ơi, Tú Anh có biết là đà chương trình ưu đãi giảm giá dành cho chương trình low cost Thailand này á thì sẽ giảm giá 5% đối với hành trình nội địa do các hãng thuộc Vietnam Airlines Group khai thác, giảm giá 10% đối với các hành trình quốc tế bay thẳng do Vietnam Airlines khai thác. Bên cạnh đó, vụ này hay nữa nè. Đó chính là tặng thêm một kiện hành lý ký gửi cho hành trình quốc tế. Dạ, yeah. Còn thông tin chi tiết là chắc mời mọi người tới tham gia gian hàng này để nhận được sự tư vấn hơn từ các bạn tư vấn rất là xinh xắn, dễ thương, đáng yêu như thế này. Dạ, chính xác rồi nha. À, và các bạn ơi, nếu như mà các bạn chúng ta đang ở Đà Nẵng thì hãy nhanh chân đến với công viên Biển Đông. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ được các bạn hướng dẫn rất là tận tình. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ được hướng dẫn để đăng ký những thẻ hội viên bông sen vàng. Và với những hội viên bông sen vàng này thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều ưu đãi đặc kích của Vietnam Airlines. Những khách hàng thân thiết mà. Chính xác. Dạ, à, tôi anh theo, tôi đang theo dõi thì livestream của mình đang được rất rất nhiều bạn theo dõi cũng như là comment. Trời dễ thương quá ha. Các bạn ơi, chị đang ở đầu chương trình. Dạ, chị Hương Tú. Dạ, các bạn ơi, các bạn hãy cùng comment cho tôi biết là các bạn cũng đang theo dõi chương trình livestream này và cùng tương tác với tôi anh nha. À, bởi vì tôi anh sẽ bên cạnh việc thông tin đến cho các bạn những quà tặng những chương trình mini game thì tôi anh cũng sẽ tương tác rất là nhiệt tình, cố gắng rất là nhiệt tình trên cái livestream này ha. Tú Anh ơi, quay lại với quầy của chúng ta thì nãy giờ chúng ta nói khá là nhiều về ưu đãi của Lotus Student rồi. Nhưng mà không biết làm sao để có thể đăng ký. Đúng rồi, trời, cái này quan trọng nha. Quan trọng mà không biết thì sao này được. Thì chắc nhờ bạn tư vấn viên, bạn sẽ hỗ trợ giúp cho tất cả các bạn khán thính giả, các bạn sẽ biết được là cách thức làm sao để có thể đăng ký cái đại Lotus Student này. Chương trình Lotus Student nằm trong cộng đồng sen vàng Lotus Society. Và để đăng ký chương trình này thì các bạn sẽ theo dõi Lotus Student trên website của Vietnam Airlines. Và có một số lưu ý đặc biệt cho các bạn, đó là độ tuổi tham gia sẽ từ 18 đến 26 và là các bạn học sinh sinh viên. Và thêm vào đó là các bạn phải có thẻ học này, hoặc là thẻ sinh viên, hoặc là visa du học, cũng như là một số cái giấy chứng nhận là các bạn đang đi du học. Và như các MC đã nói thì mức ưu đãi mà các bạn được giảm là 5% cho các hành trình nội địa và 10% cho các chặng bay quốc tế do Vietnam Airlines tiếp khai thác. Xin cảm ơn chị rất là nhiều, quá đã nha. Mà xin ơi, xin biết sao không, người ta nói là cái câu là đúng người đúng thời điểm rất đúng nha. Bởi vì sao? Bởi vì á, trong cái thời điểm này thì các bạn là học sinh mới vừa kết thúc khóa kỳ thi tốt nghiệp này, kỳ thi phổ thông này, rồi kỳ thi lớp 10 nữa, nên là các bạn chúng ta đang sẵn sàng với những cái cuộc phiêu lưu khám phá. Nhưng mà đi chơi mà được tiết kiệm nữa thì quá đã, đúng không? Đúng người đúng thời điểm không? Chính xác. Tại vì thấy các bạn học hành vất vả biết bao nhiêu năm trời thì bây giờ hè nó tới rồi, thi trung học phổ thông cũng xong rồi, kỳ thi quan trọng nhất một cột mốc của tuổi trẻ, thì tại sao chúng ta không dành một khoảng thời gian nho nhỏ để chúng ta có thể được tận hưởng phiêu lưu du lịch và chia cùng với những người bạn bè, người thân hoặc là gia đình của mình, đúng không? Quá là ưu ái cho học sinh sinh viên ha. Và có một điều nữa rằng là con mới chợt nhớ là con có một người em họ cũng mới có kết quả của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông mới đây thôi. Và bạn đã trúng tuyển ở một trường đại học tại Hà Nội. Tại Hà Nội, vậy là có bộ đi xét tuyển nha, được xét tuyển. Dạ, nhưng mà Hà Nội thì đi lại. Chính xác luôn. Gia đình thì rất là vui, nhưng mà cũng có một đôi chút lo lắng. Bởi vì sao? Bởi vì di chuyển của con cái cũng sẽ rất là
hạn chế, bởi vì về trong gia đình thì làm sao mà với một cái kinh phí rất là đắt đỏ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là một cái điều này đó là một cái điều rất là vui. Và sau chương trình live stream này thì tôi sẽ gọi ngay cho bé em để nói là à có chương trình như vậy để mà bạn có thể di chuyển mà an tâm, bởi vì sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá luôn đó. Tiết kiệm một khoản kha khá, chính xác luôn. Tiết kiệm để làm gì? Đố xin tiết kiệm để làm gì? Thì chắc là dành dụm rồi mua đi ăn đi uống rồi đi du lịch. Tụi con gái tụi tôi là không cần đi ăn đi uống, chỉ cần mua đồ mỹ phẩm để tân trang bên ngoài thôi. Hóa ra tưởng như nào. Thôi nhưng mà chấp nhận đi, đó là niềm vui của tụi tôi. Rồi ok, chấp nhận. Nhưng nhờ có Vietnam Airlines có những cái chính sách ưu đãi như vậy thì mới có tiền cho cô em gái cô tiết kiệm chứ. Chính xác luôn. Dạ. Dạ tất cả mọi người ơi, hiện tại thì Sinh có thể thấy được là có rất rất là nhiều khán giả đang coi. Bây giờ con sẽ xem nha. Dạ. Bao nhiêu mắt rồi? Từ từ, nó đang, dạ, nó đang lót. Mạng dữ vậy. Dạ cả nhà, dạ, đợi một xíu nha. Wow, dạ, quá nhìn hiện quá tại về nha. Mắt xem và số lượng người tham gia cũng khá là đông rồi, nhưng mà xin muốn là giành lấy quyền lợi cho những bạn đang xem chương trình livestream này. Nãy giờ là rất nhiều quyền lợi cho những bạn đang có mặt tại đây rồi, thì bây giờ sẽ là quyền lợi dành tặng cho những bạn đang xem livestream. Vậy thì quyền lợi là gì? Xin có thể bật mí một xíu để các bạn được biết không? Quyền lợi là ngay bây giờ các bạn sẽ cùng tham gia một mini game nho nhỏ để có thể nhận được quà từ phía Vietnam Airlines Festa. Và giải thưởng của chúng ta cho phần quà này, giải thưởng của chúng ta cho phần mini game này ha. Mini game này có tên là Hiểu Lotus Students nhận ngay ưng đãi khủng. Ưng đãi khủng. Vì quà cũng như vậy mà. Lại làm lại. Ok. Rồi, tên gọi đó là Hiểu Lotus Students nhận ngay ưu đãi khủng. Dạ, rồi. Dạ rồi. Tất cả mọi người ơi, mọi người đã sẵn sàng đến với mini game này chưa? Nếu như sẵn sàng thì vui lòng comment bên dưới cho tôi biết là mọi người đã sẵn sàng. Comment nữa để đẩy múa cho tụi tôi lên. Để tụi tôi có múa, tụi tôi đọc cái thể lệ cũng như là cái quà tặng. Chính xác luôn. Quà tặng trước luôn. Bây giờ chia sẻ cho mọi người biết quà tặng luôn. Chính xác luôn. Rồi ok. Cho mọi người biết quà tặng nha. Ngày hôm nay Vietnam Airlines cũng không có gì ngoài điều kiện. Ngoài điều kiện sẽ có một số món quà dành tặng cho tất cả quý vị đang xem livestream. Đầu tiên, một giải nhất. Tôi công bố 5 giải ba. Đó chính là mỗi giải là một móc khóa Vietnam Airlines. Chúng ta sẽ có 3 giải nhì. Đó chính là mỗi giải là một mèo bông cơ trưởng Vietnam Airlines. Chính xác. Và một giải nhất, cái vụ này căng nè. Cái vụ này mới thể hiện ra được cái sự có điều kiện nè. Chính xác. Đó chính là một vé máy bay khứ hồi hành trình nội địa chưa bao gồm thuế và phí dành tặng cho người chơi may mắn ở phần mini game này. Nghe quà thôi thì cũng rất là muốn trở thành người tham gia luôn, chứ không muốn trở thành MC. Vai trò của mình ngày hôm nay là người dẫn chương trình. Okay. Dạ rồi. Chắc ngay bây giờ Nguyên Sinh sẽ đọc câu hỏi dành tặng cho tất cả quý vị luôn. Mọi người sẵn sàng nghe câu hỏi nha. Ổn chưa ạ? Comment một cái cho tôi biết là mọi người đã sẵn sàng đi ạ. Dạ, tôi anh thấy là comment của mọi người là sẵn sàng rồi đó. Thôi, mình nói rồi, nhanh ok. Câu hỏi của chúng ta như sau. Độ tuổi nào được tham gia chương trình Lotus Student của Vietnam Airlines? Nhắc lại một lần nữa. Độ tuổi nào được tham gia chương trình Lotus Student của Vietnam Airlines? A. 16 đến 24 tuổi. B. 18 đến 26 tuổi. Và C. là 20 đến 28 tuổi. Bật mí cho tất cả các bạn biết, lúc nãy cô bé tư vấn viên có chia sẻ thông tin này rồi, cho nên nãy giờ mà ai đang theo dõi livestream từ đầu á là sẽ nghe bạn tư vấn viên nói bật mí về cái đáp án này rồi. Nhắc lại lần nữa, độ tuổi nào được tham gia chương trình Lotus Student của Vietnam Airlines? A. 16 đến 24 tuổi. B. 18 đến 26 tuổi. Và C. đó chính là 20 đến 28 tuổi. Dạ các bạn ơi, các bạn vẫn đang theo dõi livestream đúng không nào? Các bạn đã lắng nghe rất là kỹ càng về câu hỏi mà Nguyên Sinh vừa đọc rồi đúng không nào? Và bây giờ thì sẽ là thể lệ để đủ điều kiện tham gia mini game này ha. Chúng ta sẽ có những cách rất là đơn giản như sau đây. Bước 1 ha, chúng ta sẽ like fanpage chính thức của Vietnam Airlines, fanpage mà có tích xanh nha cả nhà. Rồi bước 2 sẽ là like và share livestream này ở chế độ công khai về trang cá nhân của mình với kèm hashtag là Vietnam Airlines ha. Và bước 3 là người tham gia comment đáp án đúng kèm với một con số, bất kỳ một con số may mắn bất kỳ, từ con số 0 cho đến 9999 nha. Và lưu ý rằng là mini game của chúng ta sẽ nhận kết quả cho đến 8 giờ
20 giờ đó, 8 giờ tối ngày 18 tháng 7 là qua ngày mai luôn đó. Đây là kết quả mini game sẽ được công bố trên fanpage của Vietnam Airlines. Và vậy nên là các bạn chúng ta hãy cố gắng comment thật là nhiều ha. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng theo dõi kết quả, bởi vì biết đâu mình sẽ là những người may mắn cũng giải thưởng đúng không? Dạ, tất cả quý vị thân mến, thể lệ chơi mini game số 1 và thời gian chơi của chúng ta đã được hiển thị dưới màn hình. Cho nên là tất cả quý vị ơi, chúng ta có thể chụp lại cái màn hình, chụp lại để sau chương trình chúng ta có thể thực hiện nè, tham gia chơi mini game cùng chúng mình. Và trong cái trường hợp khó khăn, các bạn không biết cách làm sao để đăng ký chương trình Notos Student, thì các bạn hãy inbox ngay với fanpage Vietnam Airlines có tích xanh nha. Phải là có tích xanh để cho đội ngũ trợ giúp 24/7 có thể hỗ trợ một cách nhanh chóng cho tất cả các bạn có thể tận hưởng được những chính sách ưu đãi này. Ok, vậy thì bây giờ trong thời gian đợi chờ, mọi người chúng ta có thể comment đáp án này, cũng như là chọn một con số may mắn bất kỳ, cũng như là các bước mà để đủ điều kiện tham gia mini game này. Thì bây giờ tôi và Nguyễn Sinh chúng ta sẽ di chuyển đến quầy khác. Ngày hôm nay quá nhiều quầy luôn, quá nhiều giải thưởng mà. Vậy thì chúng ta sẽ cùng di chuyển qua quầy tiếp theo để có thể chìm đắm trong cái không gian này. Dạ rồi, rồi đi theo cùng tôi anh với Nguyễn Sinh nha cả nhà ơi. Được biết là Sinh năm ngoái có nằm vùng của Vietnam Airlines Festa ở Hà Nội đúng không? Chính xác. Năm ngoái tôi có tham gia Vietnam Airlines Festa. Thì ở cái sự kiện đó thì cũng rất là sôi nổi luôn. Có sự hiện diện rất đông đủ của tất cả các tín đồ đam mê xê dịch, những người thích du lịch nè. Mọi người tới và tham gia tận hưởng tất cả những chương trình ưu đãi rất hấp dẫn từ phía Vietnam Airlines Festa. Vậy thì mình đang dừng ở quầy hàng nào đây? Để tôi xem thế nào. Chúng Sinh ta ơi, mình bây giờ mình khám phá quầy hàng tiếp theo nha. Được, xem có cái gì hấp dẫn trong đó. Ok, vào đây. Dạ. Rồi, mình vô nha. Dạ thôi. Dạ, tất cả quý vị ơi, hiện tại thì Nguyên Sinh đang có mặt tại quầy hàng này và sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị những cái thông tin cụ thể hơn về quầy hàng này mọi người nha. Sẽ có rất nhiều chính sách ưu đãi từ quầy hàng của chúng ta, quầy tiếp thị số. Dạ. Đây là quầy bán gift card. Dạ. Dạ, cho em xin cái micro để có thể Dạ rồi. Dạ chị ơi, chị có thể chia sẻ là quầy của chúng ta sẽ có những gift card gì để cho tất cả các bạn đang xem livestream chúng ta được biết được không ạ? Là thẻ gift card không phải là thẻ quà tặng của Vietnam Airlines. Dạ. Cái thẻ này nó có thể có 3 loại. Dạ. Chương trình lễ hội ẩm thực Đà Nẵng khắp miền Trung. Dạ, câu hỏi các bạn giúp con với. Dạ rồi. À vậy là em đã hiểu, tức là ba cái thẻ gift card này thì mọi người có thể tặng cho các doanh nghiệp, các cá nhân, các đối tác là những cái người thương của mình. Đúng rồi. Mọi người ơi, ngày xưa là tặng nhau bằng hoa bằng quà, bữa nay tặng nhau bằng những cái thẻ này thì đầy tinh tế đúng không mọi người? Dạ, cảm ơn chị rất nhiều với cái phần chia sẻ về ba chiếc gift card này. Dạ. Rồi, bây giờ thì Nguyên Sinh sẽ tới cái quầy tiếp theo. Dạ, mọi người ơi, quầy tiếp theo của chúng ta là mình là quầy gì vậy? À, công ty dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam VIAS. Dạ, thì không biết là quầy của chúng ta thì mọi người sẽ chia sẻ thông tin gì cho tất cả các khách du lịch khi tới đây ạ? Thứ nhất là VIAS sẽ giới thiệu những cái thông tin về sản phẩm dịch vụ của VIAS là công ty dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam tới tất cả những quan khách tham gia chương trình này. Thông tin về sản phẩm dịch vụ của VIAS thì bên mình cũng có những cái thông tin về cơ hội nghề nghiệp của mình hay không. Thì mà khách tham gia những cái sự kiện của mình thì sẽ truy cập vào cái mạng thứ ba này, thì
khách sẽ có những cái thông tin về dự phòng tuyển dụng của VR. Thì khi mà khách để lấy thông tin thì khi mà có những cái đơn vị chủ ở đấy mình có bao nhiêu thời gian không? Đi hệ để mời khách có những cái cơ hội để mà tham gia vào. Mình dọn ra luôn chứ để em nói. Vậy thì sẽ có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp dành tặng cho tất cả các bạn khi các bạn tham gia danh sách. Mọi người có thể chia sẻ một số cái vị trí công việc mà hiện tại đang được tuyển dụng được không? Hiện tại thì bên mình sẽ tùy theo đợt, bên mình sẽ có những cái cơ hội tuyển dụng rất phù hợp. Thì có một số cái vị trí của VR là của nước sân bay Việt Nam, như là nhân viên của hành khách, là của hành khách tại sân bay, như là những cái vị trí của nhân viên vận hành cái chuẩn bị tân đổ, nhân viên hướng dẫn trực tiếp và nhân viên sửa chữa bảo dưỡng trên đường thủy. Thì bên mình nó cũng là những cái dịch vụ của bên mình. Bên mình đang sẽ tìm kiếm những cái vị phù hợp cho những cái vị trí đó. Dạ rồi, rất là nhiều cơ hội nghề nghiệp dành tặng cho tất cả các bạn khi mà tất cả các bạn tới tham gia gian hàng này luôn. Và cũng có được tất cả đây một dàn ngũ rất là trai xinh gái đẹp đang sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người cho một cái đúng rồi, vẫy tay chào tất cả các bạn đang xem livestream đi ạ. Dạ rồi, mọi người thấy chưa, tới đây không hẳn là để nhận quà không đâu mà còn nhận cả cơ hội nghề nghiệp khi mà được tư vấn của tất cả các anh chị em nữa. Dạ còn bây giờ, ủa chứ nãy giờ Tú Anh đi đâu rồi? Tú Anh ơi dạ tôi đây, không những được chơi mà còn được ăn ở nhà. Bởi vì sao tôi lại chọn cái không gian ẩm thực này? Bởi vì cái bụng tôi nó kêu rồi. Và các bạn ơi, bây giờ thì tôi đang ở quầy ẩm thực, và như các bạn đã thấy thì có rất là nhiều món ăn hấp dẫn. Như mà cái phần tôi đang xem đây là phần welcome drink đúng không ạ? Dạ, và phần welcome drink này thì tất cả các bạn sẽ được thưởng thức tại hạng thương gia. Chỉ có hàng thương gia mới thưởng thức được phần welcome drink đúng không ạ? Dạ, vậy thì những bạn nào chúng ta chưa có cơ hội để có thể thưởng thức những phần nước uống tại welcome drink này, hoặc là những cái phần món thức ăn canapé rất là đặc sắc cũng như rất là đẹp mắt như thế này, thì chúng ta hãy đến ngay với công viên Biển Đông để có thể có những trải nghiệm thật là thực tế nha. Dạ rồi, không biết là em có thể xin phép uống thử cái phần welcome drink này như thế nào ha? Dạ, xin mời cả nhà. Dạ, Vietnam Airlines nha cả nhà. Dạ. Đã luôn cả nhà ơi, tôi anh chỉ có cơ hội được đi hạng thương gia 2 lần thôi mà tôi anh rất là mê. Và ngày hôm nay khi mà đến với sự kiện thì chúng ta có rất nhiều món ăn cũng như là gỏi cuốn nè, welcome drink nè, cũng như là canapé để chúng ta có thể thưởng thức ngay tại gian hàng này. Và bây giờ hãy cùng theo chân tôi anh để chúng ta tiếp tục đến với quầy hàng ẩm thực có điều gì nha. Xin mời các bạn. Dạ rồi, với gian hàng ẩm thực này thì như các bạn thấy chúng ta có rất nhiều loại bánh nhìn rất là hấp dẫn đúng không nào? Và những loại bánh này từ Masco sẽ là đơn vị trực tiếp cung cấp các dịch vụ đồ ăn thức uống trên tất cả các chặng bay của Vietnam Airlines. Và các bạn ơi, các bạn có thấy là bên cạnh tuân có gì không? Dạ là trà sữa. Với là một fan của trà sữa, một fan của Vietnam Airlines thì không thể bỏ qua thức uống này. Dạ ở đây hiện tại không có bạn nào đứng ngoài nên xin phép tuân sẽ lấy một dạ em chào chị ơi, em có thể thưởng thức được một ly không? Dạ. À, dạ trà sữa truyền thống mà. Thưa cả nhà, với một ly sữa truyền thống của Vietnam Airlines trên tất cả các chuyến bay thì với những bạn là fan trà sữa hoặc là không có phải fan trà sữa nhưng mà chúng ta hãy thử một lần nha. Đây, nếu mà các bạn bỏ qua thì rất là tiếc. Dạ, xin mời cả nhà. Có lẽ là tên hơi ham ăn không uống. Thôi, lâu lâu mất một sự kiện mà. Kiến nha. Dạ. Quá là đã luôn cả nhà ơi. Đúng nha, không thể bỏ qua món trà sữa của Vietnam Airlines nha cả nhà. Chị ơi, em có thể xin một ly nữa cho người bạn đồng hành của em được không chị? À dạ, ok, được. Ban ngành địa phương, đơn vị thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn âm thanh ánh sáng Hoàng Long, tổng đạo diễn. Dạ thưa cả nhà, mình là một người hảo ăn hảo uống mà nên là mình không có thể quên người bạn đồng hành của mình được. Dạ em cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Vậy là tôi anh đã xin được cho người bạn đồng hành của mình, và không biết là ổng đang ở đâu. Bây giờ có một món quà này tôi nghĩ là ổng rất là thích, bởi vì sao ổng là fan cứng của trà sữa nha. Rồi bây giờ mình đi tìm ổng nha cả nhà. Hello, tặng cho em. Dữ vậy em.
Trời ơi, nãy rồi tôi tưởng là tôi không được thưởng thức mấy cái vụ này. Vô hai bài vô không? Nghe đồn là MC mà được dẫn cái khúc mà ẩm thực là được ăn nhiều lắm đúng không? Sao được ăn được uống, được gói mang về. Không hiểu sao mà tự nhiên tôi bị niêm lại cái khúc này nữa. Nhưng mà may quá, cảm ơn. Một, hai, ba, vô. Trà sữa cũng vô. Đã nha, ta nói bên cạnh bãi biển nè. À, nói mới nhớ, nhắc mới nhớ nha, biết sao không? Người ta nói là giải nhiệt mùa hè đến Đà Nẵng không thể bỏ qua biển được. Bởi vì sao giải nhiệt mà. Chân xa. Nhìn thấy biển là thấy là mát, sảng khoái rồi. Bởi vậy mọi người ơi, bút ngay một cái chuyến máy bay tới với thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng để có thể được tận hưởng không khí ở đây. Dạ, mọi người ơi, có một cái thông tin mà lúc nãy ở đầu chương trình Nguyên Sinh có nhắc tới, đó là Quầy Quanh S. Một Việt Nam thật khác. Trời ơi, nơi đây nó sẽ có rất là nhiều cái bộ tem đầy bộ huy hiệu mà tôi rất mê luôn. Nhưng mà tôi cũng chưa cho mọi người tới đó đâu. Tôi cho mọi người trải nghiệm cái không gian này trước, một cái photo booth để cho mọi người có thể chụp ảnh. Nãy giờ tôi đang nghiên cứu, nghe nói là cầm cái điện thoại này quay á, nó sẽ có một cái không gian rất là nhiều chiều á. Đúng rồi, tại vì trước khi mà đi vào chương trình livestream này á thì tôi anh đã thưởng thức cũng như là tôi anh đã săn lùng hết tất cả mọi góc cách rồi. Thì ở photo booth này không chỉ là đơn giản là một cái photo booth check in thôi đâu, mà chúng ta sẽ có thể quét và để thấy được những vật thể của mình, chúng ta chuyển động nó rất là sống động. Đúng và rồi. Bên cạnh đó chúng ta khi mà tham gia phần check in này là sẽ có cơ hội nhận được cái phần quà rất là hấp dẫn nha. Tính ra cô cũng tranh thủ dữ à. Chính nhưng mà sẽ... mọi người ơi, khi mà chúng ta tới, chúng ta đã chụp ảnh rồi nè, chúng ta hãy đăng lên trang cá nhân của chúng ta với những dòng hashtag như là Vietnam Airlines, Check-in One S, Festival Đà Nẵng và một con số may mắn bất kỳ để có thể nhận được phần quà từ ban tổ chức chương trình nha. Nhớ lại, hashtag của chúng ta đó chính là Vietnam Airlines, Check-in One S và Festival Đà Nẵng. Dạ, tôi anh thấy rất là nhiều bạn đã sẵn sàng rồi nè. Và các bạn ơi, bên cạnh đó ha, chúng ta sẽ có phần photo booth nè. Bên cạnh đó thì lúc nãy là mình có nhắc đến là cái phần mà những cái huy hiệu của đó, những cái tên đó. Thì xin được giới thiệu với các bạn, chúng ta sẽ có một phần chơi Game One S rất là hấp dẫn. Và phần này mới vừa ra mắt của Vietnam Airlines mà thôi. Và đây cũng giống như một cuốn nhật ký hành trình ghi lại tất cả những chặng hành trình của các bạn vậy. Và để có thể tham gia phần game này và nhận những giải thưởng lên đến 70 tỷ đồng luôn. Trời ơi, sao mà nó đã quá vậy? Dạ, làm thế nào đây? Rất là đơn giản thôi. Bởi ở mỗi chặng hành trình đó thì chúng ta sẽ cùng check-in nè tại một tỉnh thành phố mới nè. Sau đó chúng ta sẽ cùng mở bên Esta làm thao tác đơn giản là check-in thôi. Sau đó thì lịch trình của các bạn sẽ được ghi nhận trên game và đánh dấu trên tấm bản đồ Việt Nam xinh đẹp. Ôi, quá đã. Vừa săn được những cái tem bộ huy hiệu mà còn được nhận phần quà lên đến bao nhiêu tiền? 70 tỷ đồng. 70 tỷ đồng từ phía Vietnam Airlines. Dạ. Thú thật với lại Thu Anh, xin cũng cực kỳ thích mấy bộ tem đó, cho nên là tranh thủ lúc nào mà có những cái gian hàng của One S là xin đều chui vào và lấy một số cái huy hiệu. Thấy tôi đang đeo cái gì không? Nói nãy tôi cũng lấy cho tôi một cái đó. Dạ. Các bạn phải nhớ nha, chúng ta phải hoàn thành việc chinh phục 63 tỉnh thành, 22 tên sân bay sớm nhất nha, thì sẽ có cơ hội để nhận giải thưởng siêu to khổng lồ đến từ Vietnam Airlines. Cho nên mọi người nhớ nha, tới đây chụp ảnh check in và nhớ những cái hashtag của chúng ta, đó là Vietnam Airlines, Check in One S và Festa Đà Nẵng. Dạ. Lúc nãy thì khi mà chúng ta của anh đang đi á thì mình có nghe một vị khách nói là có rất là nhiều ưu đãi vậy, thì không biết là trong cái mùa cao điểm này mọi người rất là thích tới Đà Nẵng nhưng mà không có cái ưu, không biết là có ưu đãi gì trong cái mùa cao điểm này không ạ? Hình như mọi người hay nghĩ đó là mùa du lịch sẽ là mùa rất đắt đỏ. Chính và xác. Mùa sẽ tốn rất nhiều tiền cho việc di chuyển và du lịch. Và có một cái ưu đãi của Vietnam Airlines dành tặng cho tất cả quý vị du khách luôn, đó là giảm chúng ta sẽ có cốt giảm giá 15% khi mua vé các chuyến bay nội địa quốc tế đi và tới Đà Nẵng mọi người nha. Hèn gì Vietnam Airlines Fest 3 năm nay được tổ chức tại Đà Nẵng và có một cái mã cốt đó là giảm giá 15% khi mua vé các chuyến bay nội địa quốc tế khi đi và tới Đà Nẵng. Dạ, không chỉ ưu đãi trong mùa sự kiện đâu mà hiện tại Vietnam Airlines còn có chương trình ưu đãi bây giờ đêm thêm giá tốt. Bây giờ đêm thêm giá tốt. Chính xác. Tức là tây mấy giờ phi phi đó là được giá tốt lắm hả? Chính xác. Chúng ta vừa được đi chơi nè, vừa được khám phá được lại, mà còn được tiết kiệm nữa. Tôi làm được, đêm mấy tôi cũng chịu được, tiết kiệm mà. Bây giờ là chúng ta đã khám phá ở phần One S rồi.
tôi thấy bạn nó đang chơi gì vậy ta? Đi qua thử không? À, có bạn này đang chơi. Dạ dạ. Đừng nghe chị ơi, ta. Anh thân nha. Dạ, mình để đổ đây nha. Dạ, em để đổ đây, dạ thấy chưa? Dạ, chào bạn. Mình thấy mình đang hình như có một cái game tương tác gì ở đây đúng không? Bạn có thể chia sẻ cho tất cả mọi người biết được là trong gian hàng của chúng ta có những phần game tương tác. Thì game tương tác này nó được chơi như thế nào? Có thể chia sẻ mọi người biết được không ạ? Đây là một trận xem phim từ thế nào bằng thế nào ra. Nó sẽ hỗ trợ người xem bằng cách là xem là đi du lịch ngay tại nhà luôn. À, là một trải nghiệm du lịch thực tế ảo. À, nè, chú anh ơi, cho xin thử cái này xíu được không? Ok. Anh ơi, thử như thế nào cho em thử xíu. Dạ, em. Dạ, bạn này. Bạn này vẫn không thích. À, có được mang cánh luôn không anh? Vâng. Bạn vẫn mang cánh luôn ạ? À, tôi được mang kính. Dạ, tôi được mang kính luôn. Dạ, chưa nhìn thấy gì hết. Đây, để mình sửa lại một chút giống bạn nhé. Tại vì nó vừa tắt ấy. À, dạ. Đang rất là phấn khích đúng không? Xin nói lên một xíu. Dạ, dạ đây. Thay mặt ban tổ chức, Vũ Văn và Minh Kim xin trân trọng gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và hy vọng rằng chúng ta sẽ có những giây phút thưởng thức nghệ thuật thật tuyệt vời với lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2024. Mình chưa thấy gì. Đây để mình trải nghiệm cho rồi. Ok. À, đây. Thưa quý vị, Đà Nẵng là một điểm đến hội tụ của rất nhiều những dòng trải nghiệm với sự kết hợp đa dạng, hài hòa, để mình trải nghiệm thiên không hiện đại. Sự phát triển linh động này đã mang đến vẻ đẹp và sự hấp dẫn riêng có cho thành phố của chúng ta. Mình có thể được trải nghiệm hoàn toàn quanh những địa điểm du lịch mà mình đang rất muốn đi. Ví dụ như đây là một trong những trải nghiệm du lịch của Hội An. Đó, thì ngoài việc mình có thể xem ở góc nhìn nhất, mình có thể xem quay xung quanh, có thể tất cả những gì mình xem trên kính này đang được hiển thị ở trên màn hình TV. À, là 360 độ đúng không? Là 360 độ. Để cùng theo dõi những hình ảnh đầy niềm vui và hứng khởi. Ngắm nhìn tất cả mọi khu vực tiền tệ lớn mức độ đang muốn sẵn sàng tại ngay tại nhà chỉ với một cái quan du lịch. Cái chỗ này tôi từng tới chụp ảnh rồi đó. Bạn có biết đây địa danh nào không? Dạ, mày nằm chơi đoán, nhưng mà em đoán đúng có được quà không ạ? Dạ nè, em sẽ hơi ép đúng không? Dạ, em sẽ được đoán đây chính là phố cổ Hội An. Đúng rồi bạn ạ, đây là những cái phim Vietnam Airlines và phim Vào Sáng Mới cùng làm và tất cả chợ về giới thiệu trải nghiệm du lịch địa điểm phố cổ Hội An ở trên kính thực tế ảo VR dành cho những khách đang phân vân là không biết Hội An có những gì và trải nghiệm Hội An như thế nào. Nếu mà trải nghiệm đơn giản việc là xem review hay là như là xem ảnh những đường thường thân thiện của người dân tại thôn Bắc nhàn kẽ của những cái mà mình muốn tăng trải nghiệm lên bằng cách là cho khách trải nghiệm xung quanh cả của cái địa điểm du lịch này một cách thực tế nhất, những hiện tượng du lịch đặc sắc để đem đến như là gọi là tăng trải nghiệm cho khách hàng và khách hàng muốn đến địa danh này thật. Dạ rồi, cảm ơn anh với những thông tin rất là hữu ích vừa rồi. À, các bạn thân mến, khi mà đến với sự kiện thì bên cạnh những phần quà hấp dẫn thì chúng ta sẽ có những trải nghiệm rất là thú vị. Chúng ta sẽ được trải nghiệm TV 360 độ, đúng không? Dạ rồi. Giống như là được trải nghiệm du lịch tại nhà, nhưng mà để làm gì biết không? Để kích thích cái sự ham muốn du lịch, đam mê xê dịch mọi người. Dạ. Để cho mọi người có một cái trải nghiệm tốt nhất khi mà mình trước khi mình tới với một bất kỳ một địa điểm du lịch nào, mình được xem tổng quan ở khu vực đó nó ra làm sao, nó có phải là cái gu của mình không? Đúng rồi. Biết đâu mọi người thích cái gu của phố cổ Hội An được xem qua tất cả những thước phim của TV 360 độ thì mọi người càng thích hơn và sẽ
nhanh tay đặt vé để có thể tới ngay với địa điểm du lịch của Quảng Nam, Đà Nẵng nè. Và đặc biệt á, khi nhắc đến Đà Nẵng thì nhắc đến cái biểu tượng gì nhớ không? Mấy hồ Đà Nẵng đến Đà Nẵng là nhắc đến biểu tượng bà nàng hiêu nè, dịp bàn tay vàng nè, cây cầu rồng nè, cầu tình yêu nè, tiền thể tôi hổ, tiền thể tôi đố tôi anh cầu. Okay. Đố tụi anh ở thành phố Đà Nẵng có những cây cầu nào không cho xe cộ đi qua lại? À dạ không cho xe cộ đi lại dạ. À, cầu đi bộ Nguyễn Văn Chuỗi. Ừ, dạ. Cầu tình yêu nè. Cầu vàng nè. Quá trời là thành phố có những cây cầu. Có rất nhiều địa điểm du lịch dành tặng cho tất cả quý vị khi mà tới tham gia du lịch tại thành phố biển xinh đẹp. Cả nhà ơi, cả nhà biết sao mà cô anh lại hỏi như vậy không? Bởi vì á phía sau của anh đã hiển thị tất cả những địa điểm rất là nổi tiếng của Quảng Nam Đà Nẵng. Hóa ra là có nhắc bài nãy giờ. Đúng rồi, để có cầu nè, có bà tây vàng của bà này hiếu nè, rồi có chị Linh Ứng, đúng rồi, rồi có thánh địa Mỹ Sơn nè mọi người đó. Và xin ơi, xin có thể coi cho anh coi cái phần livestream mọi người đang như thế nào không? Hiện tại thì vẫn đang thấy mọi người đang tương tác và nói rất là nhiều địa điểm du lịch của Đà Nẵng nè. Dạ, xem muốn tương tác cùng với mọi người. Đây mọi người đang tương tác rất là nhiều, nhưng mà tranh thủ thời gian mọi người đang tương tác, mình có nên cho mọi người quyền lợi gì? Đúng rồi, bởi vì sao? Bởi vì nãy giờ mình chỉ có một cái mini game thôi. Nhưng mà ở đây thì có rất rất nhiều phần quà. Vậy thì chúng ta có nghĩ rằng là chúng ta sẽ nên có một mini game tiếp theo để các bạn có cơ hội nhận được quà. Rồi, ok. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mini game số 2. Với tên gọi của mini game này đó chính là giải mã ô chữ nhận quà như ý. Sợ đọc không trùng như đây. Sợ quá. Nhưng mà các bạn ơi, để chúng ta có thể sẵn sàng đến với phần mini game 2 này thì các bạn làm ơn comment cho tôi anh biết là chữ yes để cho chú anh và Nguyễn Sinh để có thể biết là mọi người vẫn đang theo dõi livestream của tụi mình nha. Rồi, chỉ cần nhấn chữ yes thôi. Đúng rồi, mọi người hãy nhấn chữ yes nha để cho Nguyễn Sinh và Tú Anh có thể biết được là mọi người đang tương tác và đang cùng tăng bút với lại MC Nguyễn Sinh và Tú Anh. Chắc là bây giờ chia sẻ cho mọi người biết cái phần quà tặng giải thưởng của mini game số 2 này là gì đi. Chính xác rồi, bây giờ tôi sẽ bật mí cho cả nhà nha. Chúng ta sẽ có 5 giải ba, mỗi giải là một ống khóa Việt Nam Airlines. Tiếp theo đó là 3 giải nhì, mỗi giải là một mèo bông cơ trưởng Việt Nam Airlines. Lúc nãy chúng ta thấy cơ trưởng không kìa? Phải rồi. Đứng bên cạnh sân khấu. Quá dễ luôn luôn. Dạ, bên cạnh đó chúng ta sẽ có một giải nhất nữa là một vé máy bay khứ hồi hành trên nội địa. Dạ, cái này là chưa bao gồm thuế phí nha cả nhà. Nhưng mà cũng rất là giá trị đúng không? Tự nhiên ở đâu? Tự nhiên ở đâu đó nó cứ hồi bé cứ hồi đến đầu mình đó. Rồi tôi cũng ước được vậy quá. Thôi bây giờ hỏi câu hỏi người ta đang chờ nè. Rồi Nguyễn Sinh thực sự ra rất mong muốn tham gia phần game này. Dạ, như lúc nãy thì Sinh đã có chia sẻ rằng là giải mã ô chữ. Vậy thì bây giờ trên màn hình sẽ là ô chữ bị có một chút biết, đúng rồi, không có cho lỗ hết luôn. Đúng rồi, một số cái chữ cái nó sẽ bị ẩn dấu đi. Chính xác. Vậy thì nhiệm vụ của người chơi sẽ như thế nào? Các bạn, chúng ta sẽ giải mã ô chữ các gợi ý của chúng tôi như sau. Để tôi gợi ý cho, bạn sẽ bắt gặp nhân vật này khi tham gia khu trải nghiệm game tương tác quanh S buồn Việt Nam thật khác. Thông tin thêm cho các bạn biết là khu vực trải nghiệm này đó là bạn sẽ được trải nghiệm show TV 360 độ nè, được chơi game trên kính VR nè, chơi game One S trên ứng dụng của Vietnam Airlines và nhận quà tặng limited merchandise bao gồm các hình thức như là check in tem địa phương, huy hiệu hoặc là chơi game xuất sắc. Còn có một cái gợi ý thứ hai nữa. Dạ, gợi ý thứ hai của chúng ta như sau. Đây là một đây là những nhân vật được lấy cảm hứng từ đội tàu bay hiện đại của Vietnam Airlines. Dạ, và tôi nghĩ rằng là với những gợi ý của tôi vừa rồi thì các bạn chúng ta rất là đơn giản để có thể đoán được cái chữ mà mình quyết lẽ gì rồi. Rồi, cũng giống như mini game trước, các bạn hãy comment đáp án với cú pháp đáp án đúng nè cộng với một con số may mắn từ số 0 cho tới số 9999, và một phần quà của chúng ta đó là một vé khứ hồi nội địa dành cho người may mắn nhất đang chờ đợi tất cả các bạn. Và thời gian chơi mini game của chúng ta là từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7, tức là sau khi kết thúc livestream này chúng ta còn hơn một ngày để có thể tham gia và đồng hành cùng mini game này luôn. Và kết quả sẽ được công bố chính thức trên fanpage của Vietnam Airlines có dấu tích xanh cho mọi người. Dạ các bạn ơi, các bạn đừng quên là like, share livestream này ở chế độ công khai để chúng ta có thể đủ điều kiện tham gia mini game nha. Và bên cạnh đó là hãy kèm những hashtag của Vietnam Airlines.
Dạ, một lần nữa thì xin được nhắc cho các bạn rằng là fanpage của chúng ta sẽ công bố người chiến thắng vào ngày 21 tháng 7, nên là các bạn chúng ta tranh thủ để có thể tham gia mini game, và bên cạnh đó chúng ta hãy cùng nhau đến với công viên Biển Đông để có thể tham gia những sự kiện rất rất hấp dẫn của Vietnam Airlines Festival năm nay nha. Dạ, nãy giờ chắc là mọi người cũng đi tham quan hết tất cả các gian hàng, tất cả những trải nghiệm và tất cả những ưu đãi rồi đúng không? Nhưng mà có cái này tôi muốn khoe mọi người nữa, tôi chưa muốn cái livestream này kết thúc được. Tôi thấy có quá trời mấy cái nguy hiểm bên kia, trời ơi nó xinh lắm, nó xinh cực kỳ. Đây rồi, biết cái gì đây không? À, món đồ của tôi anh cả nhà ơi, đây chính là món bánh tráng cuốn thịt heo. Trời ơi, tới với miền Trung, tới với Đà Nẵng mà không ăn món này là bảy à hen, là uổng lắm cả nhà ơi. Đúng rồi, để tôi coi còn cái gì nữa. À, đây là biểu tượng của Đà Nẵng nè, rất là nhiều nguy hiểm luôn. Đây là nguy hiểm Đà Nẵng. Hình như hình ảnh này mọi người đã cũng đã thấy được là rất là nhiều các biểu trưng của thành phố Đà Nẵng nó được quy tụ vào trong cái nguy hiểm này luôn. Ngoài ra nó còn có rất là nhiều cái tem ở đây nữa để cho mọi người có thể trải nghiệm. Tem gì đây? À, gà. Gà, dạ gà, ngon nha, ngon. Này là Vĩnh Long. Vĩnh Long à, gà nước. Này là trà Vinh. Dạ, trà Vinh. Rồi còn gì nữa? Quảng Ngãi. Rồi cái món này là món cái gì lạ quá vậy? Dạ, món lương. Lương âm hả? Lương kho. Lương xào nghệ. Không, lương kho nghệ. Nói chung là nhiều món mà. Rồi quá là trời, những đặc sản của Việt Nam của chúng ta luôn. Có thể nói chương trình Việt Nam Airlines Festival đã mang đến cho tất cả mọi người những trải nghiệm về văn hóa nè, du lịch, mà còn mang đến cho tất cả mọi người những ưu đãi vô cùng đặc biệt nữa. Và các bạn ơi, tôi tin rằng là nãy giờ cô anh và vệ sinh đã đủ cả một bộ hồi hộp, quá cả bộ hồi để có thể mang được năng lượng, mang được tất cả những không khí tuyệt vời nhất, sôi động nhất và những phần quà hấp dẫn nhất đến cho tất cả các bạn đang theo dõi livestream này. Vậy thì các bạn ở Đà Nẵng ơi, các bạn nhất định phải đến với sự kiện, đến với công viên Biển Đông để chúng ta có thể tham gia cũng như là mang về cho mình những phần quà giá trị. Còn những bạn đang xem stream thì chúng ta cũng có thể là trả lời những câu hỏi mini game mà Thu Anh và Sinh đã chia sẻ vừa rồi, và bên cạnh đó chúng ta hãy cùng đăng ký những thành viên bông sen vàng để nhận được ưu đãi nha. Và cách thức đăng ký như thế nào thì các bạn có thể là liên hệ với bên fanpage, nhớ là có cái xanh nha. Và bên cạnh đó là các bạn nếu mà đến đây thì chúng ta sẽ được hướng dẫn rất là tương tự, và bên cạnh đó sẽ được tham gia những phần bút may mắn rất rất là hấp dẫn luôn. Có vụ này tôi muốn tiết lộ cho những ai đang coi livestream này là nãy giờ tụi tôi có chơi hai cái mini game, và hai mini game này nó kéo dài tới tận tối ngày mai lận. Đúng rồi. Cho nên là mọi người ơi, ai mà đang muốn lên quà có thể tua lại cái phần livestream lúc nãy để coi thử hai phần mini game của tụi tôi, đó là mini game 1 và mini game 2, để có thể trả lời câu hỏi. Và khi trả lời câu hỏi này thì mọi người sẽ nhận được những phần quà rất có giá trị từ phía Vietnam Airlines. Chính xác luôn. Và một lần nữa xin được cảm ơn một người bạn đồng hành rất là năng lượng của tôi, cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành đến cuối chương trình livestream này. Và hẹn gặp lại các bạn tại sự kiện này nha. Còn nếu như mà các bạn chúng ta không có thể đến Đà Nẵng thì không sao hết, chúng ta sẽ gặp nhau tại livestream cũng như là những tâm nan của các bạn để chúng ta tương tác với nhau. Và những ai mà các bạn đang tham gia phần mini game rồi á, mọi người nhớ nha, hãy theo dõi fanpage liên tục, bởi vì kết quả sẽ được công bố trên fanpage chính thức của Vietnam Airlines. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cho mọi người một cái lời chúc gì đó. Dạ, trước khi chúc là nhớ like, share cái chế độ công khai nha. Nhất rồi. Dạ. Dạ, và một lần nữa xin được chúc cho tất cả các bạn chúng ta sẽ có một chuyến hành trình du lịch cùng với Vietnam Airlines thật là tuyệt vời, cũng như là thưởng thức những món ngon mà chúng tôi đã vừa giới thiệu. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được khám phá tất cả những thành phố, những tỉnh thành rất là đẹp tại thành phố tại Việt Nam. Và đừng quên hãy theo dõi fanpage của Vietnam Airlines để có thể nhận được thật nhiều thông tin ưu đãi, các chính sách từ phía Vietnam Airlines dành tặng cho tất cả các du khách. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc cho tất cả mọi người sẽ có những chuyến trải nghiệm thật thú vị cùng với Vietnam Airlines. Còn bây giờ xin chào và hẹn.